Back to School 2024, chương trình ưu đãi lớn nhất năm cho học sinh, sinh viên tại Hoàng Hà Mobile. Giảm 10%, tối đa 10 triệu cho tân sinh viên có điểm thi đại học bằng hoặc hơn 9 điểm. Giảm 5%, tối đa 500.000 khi mua laptop, điện thoại, phụ kiện công nghệ. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, bà Kamala Harris đang bất ngờ nổi tiếng trên toàn thế giới khi trở thành nhân vật đe dọa đến chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ sắp tới. Vậy thì bà này là ai? Nếu chiến thắng, liệu bà này sẽ đưa ra những chính sách gì, ảnh hưởng như thế nào đến thế giới? Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Trước khi chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống, thì bà Harris đã nhiều lần làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm tổng trưởng lý bang California, người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên trở thành thượng nghị sĩ của nước Mỹ. Và trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Joe Biden thì bà đang là nữ phó tổng thống đầu tiên, đồng thời là phó tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ. Và nếu đánh bại được ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay thì bà Harris lại một lần nữa làm nên kỳ tích khi trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Ngược dòng thời gian, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lại về cuộc đời của bà và những dấu mốc quan trọng trước thời điểm bà trở thành ứng cử viên tổng thống. Thì bà Kamala Harris có tên đầy đủ là Kamala Devi Harris, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1964 ở bang California. Mẹ bà là Siamala Gopalan, một nhà khoa học về ung thư vú người gốc Ấn Độ. Cha là Donald Harris, một giáo sư danh dự chuyên ngành kinh tế của Đại học Stanford, nhập cư từ quốc đảo Jamaica. Cha và mẹ của bà Harris đã gặp nhau khi cùng tham gia các phong trào dân quyền đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc. Vì thế mà họ đã truyền cho bà một tinh thần đấu tranh mạnh mẽ. Thậm chí từ lúc chưa biết đi, Kamala đã thường xuyên được cha mẹ đẩy xe đến các cuộc tuần hành đòi quyền công dân. Và thậm chí dù chưa nói được nhưng họ cũng đã bắt đầu dạy bà về những anh hùng như thẩm phán tòa án tối cao Marshall hay nhà lãnh đạo nhân quyền Constance Baker Mulley. Những điều này đã được bà kể lại trong cuốn nhật ký của mình mang tên là The Truth We Hold, An American Journey. Khi bà Harris lên 7 tuổi thì vì bất đồng quan điểm nên cha mẹ bà đã ly hôn. Bà sống cùng với mẹ và em gái trong một khu phố nhỏ ở Berkeley thuộc bang California, nơi có rất nhiều người Mỹ gốc Phi sinh sống. Suốt những năm tháng tuổi thơ là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc, nên bà và chị em của mình đã được mẹ truyền cảm hứng, sống và nuôi dạy để trở thành những người phụ nữ da đen mạnh mẽ và tự tin. Khi mới 13 tuổi thì bà Harris đã cùng em gái dẫn đầu một cuộc biểu tình trước tòa chung cư nơi họ đang sống để phản đối chính sách cấm trẻ em vui chơi trên cỏ. Vài năm sau thì gia đình bà lại chuyển đến Canada để thuận tiện cho công việc của mẹ. Sự hào hiệp của nữ phó tổng thống tương lai đã được thể hiện ngay từ khi còn rất trẻ tuổi. Bà Wanka Kagan, một người bạn thân của bà Harris tại Canada, đã kể lại rằng sau khi mình thổ lộ với bạn chuyện bị cha dượng quấy rối thì bà Harris đã ngay lập tức thuyết phục mẹ cho bà Karan chuyển đến ở nhà mình đến hết năm lớp 12. Sau này thì bà Harris cũng khẳng định chính tình bạn với Wanka Kagan và nỗ lực giúp đỡ bạn đã giúp hình thành ước muốn bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi bà trở thành một công tố viên. Sau khi tốt nghiệp xong trung học thì bà Harris đã theo đại học Howard, một trường đại học danh tiếng dành cho người da đen. Tại đây thì bà đã gia nhập Hội Nữ sinh người Mỹ gốc Phi. 4 năm sau thì bà Harris tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân chuyên ngành khoa học chính trị và kinh tế. Ngay sau đó thì bà trở lại bang California để nhập học tại trường đại học Hastings thuộc Đại học California. Một năm sau khi tốt nghiệp trường luật thì bà đã xuất sắc vượt qua kỳ thi lấy bằng hành nghề luật của bang Cali và đến làm việc tại văn phòng công tố quận Alameda với vị trí luật sư. Tại đây thì bà Harris đã tập trung vào truy tố các vụ tội phạm về. Một năm sau đó thì bà chuyển đến văn phòng biện lý quận San Francisco, nơi bà đặc biệt chấm dứt hoạt động truy tố các cô gái tuổi teen về tội và bảo trợ cho một luật sư đưa tội buôn người vào bộ luật hình sự của tiểu bang. Bà Kamala Harris đã tiếp tục thăng tiến trên con đường sự nghiệp khi giành được chức vụ tổng trưởng lý bang California vào năm 2010. Ở cương vị này, bà Harris đã là người phụ nữ da màu đầu tiên điều hành các cơ quan tư pháp của bang đông dân nhất nước Mỹ. Một trong những thành tựu đặc trưng của bà với tư cách là tổng trưởng lý là tạo ra Open Justice, một nền tảng trực tuyến để công khai dữ liệu tư pháp hình sự cho nhân dân. Bà cũng là người thương thuyết thành công với 5 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ để giúp cư dân bang Cali giành được 25 tỷ đô tiền đền bù thu hồi nhà.
Bà Kamala Harris cũng gây bão về quyết định ủng hộ việc bãi bỏ dự luật 8, dự luật cấm hôn nhân đồng giới tại tiểu bang này. Tại đây thì bà Harris đã là người chủ trì cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên tại bang Cali vào năm 2013. Bà Harris đã xuất sắc đánh bại các đối thủ để giành chiến thắng cho cuộc bầu cử Thượng viện bang Cali. Năm 2017, Harris đã tuyên thệ nhậm chức Thượng viện Hoa Kỳ. Bà đã trở thành nữ thượng nghị sĩ của tiểu bang Cali, trở thành thượng nghị sĩ Nam Á đầu tiên trong lịch sử. Là thành viên của Ủy ban Tư pháp, Harris được biết đến với những cuộc thẩm vấn gay gắt của bà đối với những quan chức và người được đề cử của chính quyền ông Trump. Với tư cách là một thượng nghị sĩ, bà đã ủng hộ luật chống nạn đói, cung cấp cứu trợ tiền thuê nhà, cải thiện chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ, phục hồi cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ và chống lại biến đổi khí hậu. Chỉ hơn 2 năm sau khi trở thành thượng nghị sĩ, thì Harris đã công bố chiến dịch tranh cử đề cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm 2020. Tuy nhiên thì cuối cùng bà đã bỏ cuộc trước cuộc họp kín của Đảng với lý do thiếu ngân sách. Chỉ 8 tháng sau khi thất bại ở cuộc tranh cử, thì bà đã được ông Biden chọn làm bạn đồng hành tranh cử với mình. Bà đã được ông Biden ca ngợi trong một bài giới thiệu với toàn quốc một cách đầy tự hào và ý nghĩa về việc chọn bà là người đồng hành với mình suốt chặng đường tranh cử tổng thống. Ông Biden cho rằng bà là một trong số những cô gái da đen và da nâu nhỏ bé thường cảm thấy bị bỏ qua và bị đánh giá thấp trong cộng đồng của họ. Sau nhiều nỗ lực để giành được chiến thắng thì ông Biden đã đắc cử tổng thống và bà Harris đã chính thức trở thành phó tổng thống. Cánh tay phải hỗ trợ đắc lực cho Biden giải quyết các vấn đề của nước Mỹ. Bà cũng nhanh chóng trở thành một phần của phe dân chủ chống lại ông Trump và được đánh giá cao vì có những câu hỏi sắc sảo. Ở vị trí phó tổng thống, bà đã nỗ lực tập hợp mọi người lại với nhau để thúc đẩy cơ hội, mang lại lợi ích cho các gia đình và bảo vệ các quyền tự do cơ bản trên khắp đất nước. Đồng thời, lãnh đạo các cuộc đấu tranh giành quyền tự do cho phụ nữ trong việc đưa ra quyết định về việc phá thai, quyền tự do sống an toàn, khỏi bạo lực súng đạn, v.v. Bà Harris cũng tập trung giải quyết các cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mexico, một vấn đề báo động ở thời điểm đó. Bà cũng đã xuất sắc thể hiện mình là một nhà lãnh đạo tài ba khi đại diện cho Mỹ thực hiện nhiều chuyến công du ra nước ngoài đến hơn 19 quốc gia và gặp gỡ 150 nhà lãnh đạo thế giới. Cách đây 3 năm, bà Harris cũng đã đến thăm Việt Nam. Chuyến công du của bà Harris được đánh giá là mang tầm ý nghĩa quan trọng chiến lược đối với hai nước vì suốt nhiều thập kỷ trôi qua thì đây là lần đầu tiên một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm đến thăm Việt Nam. Ngoài chính trị thì đời sống cá nhân của bà Harris cũng khiến mọi người đặc biệt tò mò. Bà kết hôn với một luật sư vào năm 2014 khi đã 50 tuổi. Bà Harris sống cùng chồng và hai người con riêng của ông. Hai vợ chồng bà không có con chung, không biết có phải do vấn đề tuổi tác đó có cao hay không. Mặc dù không có con chung, thế nhưng mà bà vẫn luôn vui vẻ và tận tình chăm sóc con riêng của chồng. Thậm chí bà còn tự hào khoe rằng bà có một gia đình lớn bao gồm các con của mình, Ella và Corey. Bà cũng khoe rằng hai con riêng của chồng đã đặc biệt danh cho mình là Momala, do họ tự nghĩ ra để thể hiện sự yêu mến với bà. Có thể thấy là bà Harris đã truyền cảm hứng không chỉ cho nữ giới tại Mỹ mà còn cho người da màu, những người thường xuyên bị xem thường vì nạn phân biệt chủng tộc. Từ một luật sư trẻ đến ứng cử viên tổng thống, thành công của bà đã giúp họ tự tin đứng lên, dám sống, dám ước mơ và nỗ lực biến ước mơ của mình thành hiện thực. Vậy liệu người tài năng và bản lĩnh như bà Harris có thể đánh bại được ông Trump để trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ hay không? Chúng ta hãy cùng chờ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.